chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đà Lạt hỗ trợ nông dân sản xuất sau dịch. Nghệ An tạo sinh kế cho lao động hồi hương về quê tránh dịch. Đà Nẵng lo thiếu hụt lao động du lịch. Truyền hình số góp phần nâng cao dân trí vùng khó khăn Tuyên Quang. Chiều qua, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Thảo luận về nội dung này, đa số các đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành luật. Về nội dung quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghệ, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế giữa nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả. Về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, đại biểu tán thành việc giao quyền đăng ký cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn. Tổ chức chủ trì có quyền sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí khi được cấp văn bằng bảo hộ, trừ các đối tượng thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, đề nghị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án này theo hướng bổ sung làm rõ cơ chế phân chia hợp lý, lợi ích giữa nhà nước, cơ quan chủ trì và tác giả. Đại biểu cũng đề nghị sửa đổi đồng bộ các quy định về quyền sở hữu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trong các luật hiện hành như Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Chuyển giao Công nghệ, Luật Quản lý sử dụng tài sản công để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Việc trang bị vũ khí, phương tiện, thiết bị để xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới là điều cần thiết. Tuy nhiên, tiền của nhân dân, tài sản của quốc gia nhất định phải sử dụng hiệu quả. Đây là đề nghị của đại biểu khi cho ý kiến về dự án luật cảnh sát cơ động. Vấn đề trang bị tàu bay, tàu thủy cho cảnh sát cơ động trên thực tế không phải là vấn đề lần đầu tiên được đề cập. Điều 13 pháp lệnh cảnh sát cơ động quy định cảnh sát cơ động được ưu tiên trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tàu bay, tàu thủy, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và trang thiết bị đặc chủng chuyên dụng hiện đại. Theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 điều 9, nghị định 77/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều của pháp lệnh cảnh sát cơ động. Cảnh sát cơ động được trang bị phương tiện cơ giới đường không gồm tàu bay trực thăng chuyên dụng, tàu bay không người lái, tàu lượn, khinh khí cầu. Địa điểm bố trí đơn vị đường không tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Song những băn khoăn kiến nghị của đại biểu cũng là có cơ sở. Ban soạn thảo cần tiếp tục cân nhắc đánh giá để quy định cho phù hợp. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây khó khăn không nhỏ trong việc sản xuất và tiêu thụ nông sản, tuy nhiên do không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động mở rộng thị trường, nên công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên vẫn tìm được đầu ra ổn định cho các sản phẩm được chế biến từ củ nghệ của vùng đất Chí Tân, huyện Khói Châu. Trong đó, sản phẩm bột nghệ đỏ của công ty được xuất khẩu ổn định sang thị trường Nhật Bản. Đây là năm thứ ba liên tiếp, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên có địa chỉ tại xã Chí Tân, huyện Khói Châu xuất khẩu bột nghệ đỏ sang thị trường Nhật Bản. Vốn là thị trường khó tính với nhiều tiêu chuẩn khắt khe đánh giá về chất lượng. Ngay trong sáng ngày 26 tháng 10, công ty xuất khẩu 15 tấn bột nghệ đỏ sang Nhật Bản là chuyến hàng thứ tư kể từ đầu năm đến nay xuất khẩu. Ngoài ra các sản phẩm khác của công ty như nano curcumin, tinh bột nghệ, nghệ tươi, nghệ thái lát sấy khô, nghệ khô nguyên củ, kem nghệ, sữa nghệ, vân vân đã và đang được khách hàng đón nhận và biết đến ngày càng rộng rãi. Với thế mạnh vùng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, được chế biến trên dây chuyền công nghệ hiện đại, doanh nghiệp đang thay đổi chiến lược kinh doanh trong thời gian tới từ xuất khẩu thô sang sản phẩm đã qua chế biến. Tôi cũng rất mong sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh nhà cũng như các ban ngành tạo mọi điều kiện để chúng tôi sớm xây dựng một cái nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP tại vùng nguyên liệu truyền thống nghệ Chí Tân. Sản phẩm nông nghiệp truyền thống mà hiện tại mà đang xuất nguyên liệu thô mà bây giờ mà xuất trực tiếp mà các cái cao cấp chính là cái curcumin thì đem lại lợi ích nhất định cho địa phương, đó là tạo rất nhiều công ăn việc làm cho bà con và tôn vinh cái giá trị cái sản phẩm truyền thống nông nghiệp lên. Xuân Trường là một trong hai xã ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bị phong tỏa hơn một tháng do phát hiện chùm ca lây nhiễm COVID-19 lên hơn 100 ca. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, khu vực giãn cách được dỡ bỏ phong tỏa. Đến nay, nông dân ở đây đã dần khôi phục lại sản xuất nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Hội Nông dân về phân bón, vật tư nông nghiệp.
Đến với xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt vào thời điểm này, điều ghi nhận đầu tiên là nông dân đã tất bật ra vườn chăm sóc cây trồng và triển khai sản xuất trở lại. Đang xới đất, trồng lại đậu Nhật trên diện tích hơn 5 sào mà trước đây trồng bí đỏ, hoa hướng dương và dâu tây. Vì giãn cách xã hội nên nông sản không tiêu thụ được. Ông Chế Văn Công đành phá bỏ toàn bộ diện tích, mất trắng 120 triệu đồng. Nên khi mọi sinh hoạt trở lại bình thường, ông cũng e dè không dám mạnh tay xuống giống, chỉ bắt đầu canh tác trên nửa diện tích đã có nhằm quyết định không để trống đất và trang trải kinh tế gia đình. Tôi cũng cố củng cố lại vườn tôi để mà trồng những cái cây ngắn ngày để mà lo cho cuộc sống của gia đình. Bên hội nông dân thì cũng lo cho dân ủng hộ được phân cho này kia để mà tiếp tục trồng, đầu tư trồng những cây ngắn ngày. Rất là cảm ơn chính quyền địa phương. Nhằm động viên các nông hộ khó khăn bị thiệt hại trong thời gian giãn cách tại xã Xuân Trường, Hội Nông dân tỉnh và xã đã hỗ trợ 5 tấn phân bón cho 20 hộ. Gia đình ông Nguyễn Trịnh cũng nằm trong danh sách được hỗ trợ, là động lực giúp ông Trịnh an tâm tiếp tục bước vào sản xuất trong tình hình mới. Bởi trước đó toàn bộ chuối đang trong thời gian thu hoạch, không bán được phải đổ bỏ. Là địa phương có cây chủ lực là cây cà phê với diện tích hơn 1.400 ha. Trước khi dịch bệnh bùng phát, bà con đã kịp cho vào bồn, bón phân nên không bị ảnh hưởng lớn. Còn lại trong tổng số hơn 30 ha rau trồng, hoa ngắn ngày thì có đến 17 ha rau hoa bị thiệt hại đều phải nhổ bỏ. Nên giờ đây bà con đang tái canh, sản xuất trở lại. Nhiều diện tích đất được cày xới nhổ cỏ để xuống vụ sau củ mới, dần ổn định hoạt động sản xuất. Vận động bà con nông dân là tiếp tục yên tâm sản xuất theo cái mô hình của mình đã làm, và bên cạnh đó thì cũng vừa sản xuất mà vừa đề phòng chống dịch. Nhờ chủ động thích ứng trong điều kiện dịch bệnh nên việc sản xuất nông nghiệp ở các xã phường trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã và đang nhanh chóng được phục hồi. Nông dân phấn khởi trở lại, sẵn sàng ra sức canh tác, sản xuất trong tình hình mới, song song với việc không quên đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn đã đạt 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là thách thức lớn đối với địa phương để về đích nông thôn mới trong năm nay. Một trong những tiêu chí gặp nhiều khó khăn ở Thanh Thịnh hiện nay đó là tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư. Trong tổng số 61 nhà tạm, nhà rột nát, hiện nay xã Thanh Thịnh mới hoàn thành được 15 nhà và vẫn còn 47 nhà cần sửa chữa và xây mới. Đây chủ yếu là những hộ nghèo và cận nghèo. Vì vậy, nếu không có sự hỗ trợ của nhà nước, sẽ rất khó để họ hoàn thiện xây dựng trong năm nay. Về cái nhà ở khu dân cư cũng là một trong những khó khăn, bởi hiện nay là có 46 nhà thì chúng tôi là cũng những nhà này thì cũng về cái các hộ gia đình thì chuẩn bị cái nguồn vốn thì cũng rất là khó khăn, bởi vì là nhà tạm rột nát rồi, chính vậy là đang chờ cái nguồn xã hội hóa. Giao thông cũng là tiêu chí chưa đạt chuẩn ở xã Thanh Thịnh. Tuy nhiên hiện nay ngay sau khi được bố trí nguồn vốn hơn 1,4 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân đã giao cho các thôn, bản khẩn trương thi công với chiều dài gần 2 km. Một điểm tích cực đó là người dân rất đồng lòng, ủng hộ, tham gia xây dựng, sửa chữa những tuyến đường mới nhằm đạt tiêu chí số 2 về giao thông. Với thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5 triệu đồng một người một năm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo ở xã Thanh Thịnh đã giảm xuống dưới 7%. Đây là kết quả tích cực, thể hiện những nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để về đích trong năm nay, người dân và chính quyền xã Thanh Thịnh cần những đột phá hơn nữa, đặc biệt là việc hoàn thiện hạ tầng cơ sở phục vụ nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chung sức cùng chính phủ có thêm nguồn quỹ hỗ trợ cho người lao động và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, 100% người lao động Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên tự nguyện không nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Ngay khi nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội tại địa phương về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã thông báo và phổ biến nội dung chính sách tới người lao động. Sau khi lấy ý kiến rộng rãi, 100% người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ nhằm dành phần quỹ đó cho chính phủ hỗ trợ các đối tượng khác gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Gần 300 lao động của chi nhánh đã tự nguyện dành số tiền trên 800 triệu đồng được hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn hơn. Sau khi mà thực hiện tuyên truyền ấy thì 100% đoàn viên người lao động của chúng tôi là đã tự nguyện không nhận cái tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Trong cái quy định nội bộ của chúng tôi thì đối với những cán bộ nào, đoàn viên người lao động nào mà có khó khăn thực sự do ảnh hưởng dịch Covid theo cái điều kiện của cơ quan có thẩm quyền thì cũng sẽ được Agribank hỗ trợ từ cái quỹ phúc lợi của Agribank. Trong những năm qua, Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện việc thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn, chỉ trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng qua tài khoản cá nhân đầy đủ kịp thời, góp phần tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát tới nay, đã có hơn 92.000 người Nghệ An làm ăn sinh sống ở các tỉnh thành có dịch trở về quê. Trong đó, trên 66.000 người trong độ tuổi lao động bị mất giãn việc do ảnh hưởng bởi COVID-19. Bài toán an sinh xã hội giải quyết việc làm cho lao động hồi hương đang được chính quyền các địa phương, đặc biệt là địa bàn miền núi huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đặt ra. Từng là công nhân công ty may ở tỉnh Bình Dương, do ảnh hưởng của dịch nên công việc không ổn định, chị Vì Thị Mai Hương đã trở về quê nhà. Sau 14 ngày thực hiện cách ly tại huyện Tương Dương, ngày hôm nay chị Hương cùng các lao động khác được trở về địa phương để tiếp tục cách ly tại nhà. Điều lo lắng của chị Hương lúc này là mong muốn được tạo việc làm để ổn định cuộc sống tại quê nhà. Giờ là nói dịch tôi chỉ về quê, chỉ muốn ở nhà, chỉ mong muốn địa phương hỗ trợ giúp đỡ cho tôi chăn nuôi để trồng trọt, để ổn định cuộc sống ở quê. Những lao động hồi hương ở Tương Dương thời điểm này chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sau khi trở về địa phương, để tạo công ăn việc làm và đảm bảo sinh kế cho họ, đã và đang trở thành áp lực đối với huyện nghèo này. Trước khó khăn trên, huyện Tương Dương đã thành lập tổ khảo sát danh sách người lao động trở về để có hướng sinh kế, tạo việc làm lâu dài ổn định. Với sự chỉ đạo của huyện Tương Dương, thì là liên kết với các cái công ty rồi là ở trên địa bàn của tỉnh, đó là tạo việc làm, cũng như nếu các cái công dân mà có nguyện vọng mà không đi ở các công ty thì là xã thì là phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện để là tạo điều kiện là vay vốn. Tại huyện Tương Dương, qua thống kê đã có khoảng trên 5.000 người đã trở về địa phương. Hiện nay huyện Tương Dương cũng đã nắm bắt các thông tin và nguyện vọng của người lao động để có giải pháp tìm kiếm việc làm. Do địa phương có ít nhà máy doanh nghiệp nên với những lao động có tay nghề sẽ được địa phương giới thiệu vào làm việc tại chỗ. Cái khó của huyện hiện nay là tạo sinh kế cho cái đối tượng này. Thì chúng tôi tập trung định hướng để nhân dân sản xuất rau màu cái vụ đông này để cung cấp cho các địa phương miền xuôi mà đang có dịch. Đây cũng là một cái hướng mà tạo thêm thu nhập cho người dân. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế cũng như năng lực, trình độ của người lao động để các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đưa ra các kế hoạch cụ thể trong vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động hồi hương. Nghệ An cũng triển khai nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo, phát triển các mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng gắn với giao đất, giao rừng, trồng và nuôi cây con đặc sản, phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế cho người dân ổn định cuộc sống. Ngành du lịch Đà Nẵng đang triển khai các bước chuẩn bị mở cửa đón du khách bắt đầu từ tháng 11 này với các kịch bản tương ứng với tình hình dịch bệnh trong nước và khu vực. Tuy nhiên, việc một bộ phận không nhỏ, lực lượng lao động trong ngành dịch vụ du lịch đã chuyển đổi sang công việc khác hoặc lao động ngoại tỉnh chưa trở lại, thì nhiều đơn vị khách sạn tại thành phố biển miền Trung này đang gặp không ít khó khăn về nhân sự. Nhờ có lượng khách là người nước ngoài thuê phòng dài hạn, dù không nhiều, nhưng khách sạn ven biển này vẫn duy trì hoạt động trong bối cảnh hàng loạt cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phải đóng cửa do dịch bệnh. Hiện chỉ 20% nhân sự nòng cốt được giữ lại, đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhưng sắp tới, khách sạn cũng đã có phương án tăng cường nhân lực khi khách du lịch trở lại. Tuy nhiên, không nhiều đơn vị có thể chủ động về nhân lực như vậy. Từ năm ngoái đến nay, 90% doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố phải tạm dừng hoạt động. Gần 42.000 lao động, tức là khoảng 80% lao động trực tiếp và hàng trăm ngàn lao động gián tiếp có liên quan đến ngành du lịch tại Đà Nẵng rơi vào cảnh thất nghiệp. Nhiều người đã tìm công việc khác để trang trải cuộc sống và chưa có ý định trở lại ngành du lịch. Nguồn nhân lực tại thành phố Đà Nẵng
trong hoạt động về kinh doanh lưu trú thì cực kỳ khó khăn. Như chúng ta đã biết rằng sự dịch chuyển đó dẫn đến một hệ lụy rất là lớn, là hiện nay là hầu hết các khách sạn không còn nhân lực để sẵn sàng đáp ứng theo các cái nhu cầu chủ trương chung khi thực hiện chúng ta bước vào một kinh doanh mới. Việc thu hút cũng như tạo điều kiện cho người lao động của các doanh nghiệp để trở lại với cái công việc của mình thì cũng cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định. Dự kiến, Đà Nẵng sẽ cho phép đón khách công vụ hoặc khách tour theo luồng xanh giữa một số địa phương trong nước từ tháng 11. Và trong năm sau, toàn bộ các cơ sở dịch vụ du lịch dự kiến sẽ được hoạt động trở lại, sẵn sàng đón khách quốc tế khi chính phủ cho phép. Làm sao để chủ động nguồn nhân lực đáp ứng với lộ trình phục hồi của các thị trường khách là một trong những mối quan tâm hàng đầu hiện nay. Hiệp hội tổ chức hàng loạt các khóa đào tạo phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố với Sở Lao động Thương binh Xã hội để tổ chức các khóa đào tạo nâng cao tay nghề, rồi duy trì lao động, rồi đào tạo kỹ năng để khi mà hoạt động quay lại thì ngay lập tức có một cái đội ngũ làm nghề. Lộ trình mở cửa du lịch của chính quyền Đà Nẵng đã rõ, nhưng nhiều doanh nghiệp du lịch vẫn đang băn khoăn trước quyết định khi nào hoạt động trở lại, nhất là các cơ sở lưu trú, bởi những thách thức về gánh nặng tài chính, nguồn khách bấp bênh do dịch bệnh và đặc biệt là nguồn nhân lực thiếu hụt. Rất cần các giải pháp đồng bộ để thủ phủ du lịch miền Trung tháo gỡ những khó khăn này. Thưa quý vị và các bạn, du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Từ năm 2020 trở lại đây, gần 90% doanh nghiệp du lịch lâm vào tình trạng ngừng hoạt động. Nhiều hướng dẫn viên du lịch thất nghiệp, không có thu nhập. Quyết định số 23 của Thủ tướng với gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng được coi là phao cứu sinh cho những hướng dẫn viên du lịch đang gặp khó khăn do dịch bệnh. Tuy nhiên đến nay, việc thực hiện chính sách này còn bất cập. Sau khi Hà Nội thực hiện nới lỏng giãn cách, số lượng hồ sơ đăng ký hỗ trợ của các hướng dẫn viên ngày càng tăng lên. Ngày cao điểm, Sở Du lịch Hà Nội tiếp nhận gần 200 bộ hồ sơ. Để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, các cán bộ, chuyên viên của Sở tại nhiều bộ phận đã phải làm việc thêm giờ để đảm bảo trả kết quả sau 4 ngày. Và giờ giấc làm việc thì không phải là 8 giờ đến 17 giờ nữa, mà chúng tôi làm bắt đầu từ 8 giờ và kết thúc có những hôm là 21 giờ, 22 giờ. Đấy là điều rất là bình thường trong thời gian gần đây. Theo quy định, bộ hồ sơ yêu cầu hỗ trợ hướng dẫn viên phải có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch phải được lập thành văn bản có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ và thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động. Tuy nhiên, do đặc thù ngành du lịch mang tính mùa vụ nên trong số hơn 28.000 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề thì có đến 90% là lao động tự do. Điều này đồng nghĩa chỉ có khoảng 10% hướng dẫn viên du lịch có hợp đồng dài hạn, tương đương với khoảng 2.800 hướng dẫn viên đủ điều kiện này. Chưa kể từ năm 2020 trở lại đây, gần 90% doanh nghiệp du lịch lâm vào tình trạng ngừng hoạt động. Việc hướng dẫn viên có hợp đồng lao động dài hạn là không thể. Mong muốn rằng là chúng ta có những cái sửa đổi theo cái 23, thử 23. Ví dụ như là chúng ta cần cái thẻ hướng dẫn viên du lịch để xác nhận người hướng dẫn viên. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Cái thứ hai là một cái hình thức khác, có thể là một cái hình thức giao kết, cái có thể là cộng tác viên hoặc một cái hình thức giao kết nào, một cái thỏa thuận nào đấy giữa một doanh nghiệp đơn vị là tổ chức với hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên là người thổi hồn cho các hoạt động du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước. Việc hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng sẽ phần nào giúp người lao động trong ngành du lịch vượt qua khó khăn trước mắt, có thêm động lực để ở lại với nghề khi dịch bệnh qua đi, du lịch phục hồi. Chính vì thế, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính đi đôi với hỗ trợ đúng đối tượng là điều rất cần thiết hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, Tuyên Quang đã hoàn thành đề án số hóa truyền hình vào cuối tháng 12 năm 2020. Các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh cũng được hỗ trợ lắp đặt đầu thu truyền hình số theo chương trình viễn thông công ích của chính phủ. Nhờ đó, việc tiếp cận thông tin qua truyền hình thuận lợi hơn rất nhiều. Bà con cùng với chính quyền địa phương tại những nơi được thụ hưởng đều rất phấn khởi. Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên đã hoàn thành việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hơn 1.000 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Là một trong những hộ được thụ hưởng chính sách này, gia đình ông Tài Văn Ngọc, ai cũng vui vì được xem truyền hình với chất lượng cao mà không mất phí. Được tiếp cận kịp thời với các tin tức trong tỉnh, trong nước và cả thế giới, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua. Ngoài ra, chiếc đầu thu truyền hình số cũng giúp đời sống tinh thần của các thành viên trong gia đình phong phú hơn nhờ các kênh giải trí đa dạng mà trước đây không có. Truyền hình số và các chính sách của chương trình viễn thông công ích đã mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương. Dân trí được nâng cao là tiền đề quan trọng để xã Minh Hương thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.